Đây, cổng bằng thép. Đó, thép này ngoài ngăn xe tăng rồi cũng ngăn luôn cả con bò, con trâu. What? What the fuck? Ở đây có mật khẩu nha các bạn. Đó. Đi về. Mình đổi lại hả? Wow. Wow. Cao này sao không nông lên nổi. Mama, đi đây này. Thay ơn ngài đến muôn muôn.